Mùa Vu Lan năm nay, Phật tử từ khắp mọi nơi đã trở về chùa Linh Sơn tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên từ rất sớm, tất bật chuẩn bị cho đại lễ. Thực tế thì đây không chỉ là ngày lễ của riêng Phật giáo mà đã trở thành một nét văn hóa để những người con thể hiện lòng hiếu thảo đối với các đấng sinh thành, tri ân các vị anh hùng, đền đáp tứ trọng ân. Trong không khí linh thiêng những ngày tháng 7 âm lịch tại chùa Linh Sơn, Chi Tôn Đức cùng quý Phật tử trang nghiêm tụng kinh cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ngoài ra, bên cạnh các nghi thức sinh hoạt như giảng về đạo hiếu, dâng y, phóng sinh, dâng trà, rửa chân cho cha mẹ, thì người đến chùa đều được cài lên áo một bông hồng nhỏ. Cái lễ Vu Lan báo hiếu, trong đó có nghi thức cài hoa hồng, đã nhắc nhở cho những người con, người cháu, dù còn cha mẹ hay mất mẹ, luôn luôn thể hiện những tinh thần hiếu thuận, hiếu thảo của người con, người cháu và luôn luôn sống phải biết tri ân mới thành được người. Ai còn cha xin đừng làm cha khổ, hãy nhớ câu đạo hiếu làm đầu. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn đôi mắt mẹ nghe không. Để rồi từ đó, mỗi người tự nhủ lòng phải sống sao cho xứng đáng với sự dưỡng dục của bậc sinh thành. Đồng thời, nhắc nhở các thế hệ sau, tạc dạ công ơn ông bà, cha mẹ, đền đáp các anh hùng dân tộc, các bậc tiền bối và những người có công với đất nước.